của chương trình văn hóa nhân bản Lạc Việt. Chúng tôi là Không quân Nguyễn Văn Ức. Hiện giờ chúng tôi đang là chủ tịch hội đồng điều hành tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại. Và suốt trong 10 năm qua, tôi được hân hạnh là một thiện nguyện viên của hội HO cứu trợ thương phế binh, làm việc dưới sự điều hành của cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn. Thì nói đúng ra anh em chúng tôi ở hội xin được gọi chị bằng chị cả, là vì cái danh từ chị cả nó có tính cách thân thương và gần gũi và yêu mến nhau hơn. Thì hôm nay là cái ngày mà tổ chức vinh danh cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn về cái bảng tên ở đường ở Freeway 405. Thì chúng tôi tới đây và xin được có vài lời nói về chị Hạnh Nhơn trên phương diện của một chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa. Thì tôi nhận những cái chuyện tốt của chị Hạnh Nhơn chắc tất cả nhiều người đã nói, nhưng mà tôi nhận diện và xin có ý kiến với tính cách như một người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa. Chị Nguyễn Thị Hạnh Nhơn là một sĩ quan trực 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần và 365 ngày trong một tháng, trong một năm, để lo cho anh em thương phế binh và quả phụ. Thì tất cả những thì giờ của chị, dầu tuổi đời cũng đã cao, đáng lẽ nhiều người thì họ đã vui thiếu thú điềm viên cùng con cháu, riêng chị Hạnh Nhơn chỉ biết vui cùng cái nguyện vọng là làm cái gì để xoa dịu đau thương của tất cả những chiến hữu của mình và những anh em thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng hòa. Thì chúng tôi thấy rằng ở cái cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta muốn tìm một cái người mà như cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn thật là rất khó. Thì vì những lý do đó cho nên chúng tôi sẽ cảm thấy cái vinh danh của chị cả chúng tôi là một điều đáng làm và nên làm. Và tôi hy vọng rằng tất cả anh em chúng ta, đặc biệt là những người chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa và các mọi thành phần trong cái cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, nên có một cái giây phút để tưởng nhớ đến một người đã hy sinh cuộc đời mình cho những chiến hữu của mình gặp những khó khăn và kém may mắn hơn chúng ta. Thì đó là những gì chúng tôi muốn trình bày và muốn gửi đến tất cả quý vị khán giả của chương trình nhân bản lẫn văn hóa Lạc Việt. Cảm ơn quý vị. Nguyễn Phán, hiện tại trong hội HO tôi là phó hội trưởng nội vụ của hội HO. Hôm nay đến đây dự lễ vinh danh tưởng niệm chị cả cố cựu trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn. Nhân dịp chị được đặt một cái khúc tên đường trên Freeway 405. Thì chúng tôi rất là xúc động. Sở dĩ có hôm nay là vì sau khi chị nằm xuống thì nhiều hội đoàn, nhiều đoàn thể muốn làm một gì đó cho chị. Và trong cái chiều hướng đó muốn lưu dấu một cái gì đó để thế hệ đời này đời sau sẽ biết đến chị. Rồi đó, sau qua thượng nghị sĩ Janice Nguyễn, tất cả các hội đoàn đoàn thể phối hợp lại đã đệ lên ở trên tiểu bang và tiểu bang đồng ý đặt tên đường, một khúc tên đường 45 cho chị Nguyễn Thị Hạnh Nhơn. Dạ, kính thưa quý vị, chúng tôi là Phạm Kim Long, ứng cử viên dân biểu tiểu bang hạt 72. Hôm nay chúng tôi có dịp để cùng các đồng hương ở Nam California đến tượng đài chiến sĩ để chúng ta cùng vinh danh cố trung tá Hạnh Nhơn, một người đã bỏ suốt cuộc đời còn lại của bà để mà vận động giúp đỡ cho các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa còn kẹt lại ở Việt Nam. Bà là một tấm gương sáng cho tất cả những người chúng ta nhìn vào, và đây là một dịp để chúng ta chẳng những để vinh danh cố niên trưởng Hạnh Nhơn mà cũng là một dịp để chúng ta cho các thương phế binh ở Việt Nam biết là chúng ta không quên các anh. Các anh vẫn, chúng ta vẫn tiếp tục cái sứ mạng của niên trưởng Hạnh Nhân để mà giúp đỡ các anh thương phế binh còn kẹt lại ở Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị văn hóa Lạc Việt, tôi là Phát Lưu, một trong những người sinh hoạt ở trên Internet. Nói đến bà Hạnh Nhân thì chúng ta phải nói đến đức tính, kiên nhẫn và thương người. Bằng chứng là bà đã lo cho những thương phế binh ở Việt Nam Cộng Hòa. Với cái tuổi tác của bà, sự thật ra tôi không biết khi mà bà mất
thì tôi mới biết, tôi rất là cảm phục một người mà không bao giờ lộ cái sự gọi là buồn bực hay là sầu não, lúc nào cũng tỏ ra là vui vẻ. Hôm nay là ngày mà đồng bào người Việt tị nạn hải ngoại đã tưởng niệm bà, vinh danh bà bằng cách là sẽ đặt tên ở Freeway 405 cho bà. Thì đây là một cái điều rất là hãnh diện, mà cái điều đây là một cái điều chúng ta đáng làm. Và chúng ta tiếp tục làm cho hậu duệ biết là người Việt tị nạn cộng sản hải ngoại như thế nào. Chúng ta đến người ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Quý vị khán thính giả, thôi là kế nhiệm chị cố trung tá Hạnh Nhân là hội trưởng hội HO Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa. Tôi xin được trình bày vì sao hôm nay có một buổi vinh danh của chị cố trung tá không quân Nguyễn Thị Hạnh Nhân. Thì tôi biết chị từ ở Việt Nam, và chị đã sau trước đó là chị là sĩ quan trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và sau đó thì chị lại 75 chị cũng phải đi tù cộng sản, và sau khi đi tù ra thì chị sang Mỹ, thì chị đã thành lập cái hội HO Thương Phế Binh từ cùng với các anh em quân nhân cán chính, là thành lập từ 1992. Thì chị đã suốt đời của chị đã đem tất cả nhiệt huyết và trái tim của chị để phục vụ cho đất nước tự do dân chủ miền Nam Việt Nam, và cho tới cuối cuộc đời của chị lúc nào cũng để trái tim hướng về những quân nhân đang bị thương tật và những quả phụ nghèo khó đang ở nơi quê nhà. Và cái tấm lòng của chị là đáng được ca ngợi và vinh danh để cho các hậu duệ sau này noi theo và được trân trọng cho tất cả các thế hệ sau này, và được biết đến người nữ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa là xứng đáng như thế. Tôi xin trân trọng chào các quý vị khán thính giả. Cựu sĩ quan xua cầu khoam chiến thuật Tổng hội cựu sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Hôm nay đây cũng là một cái ngày đặc biệt, vì rằng đối với một người mà chúng ta phải vinh danh, mà một người dù đã qua đời, nhưng mà trong cộng đồng chúng ta có rất nhiều người đáng được vinh danh sau khi họ đã qua đời. Nhưng đây là một trong những người mà chúng tôi nghĩ rằng rất là xứng đáng. Và hôm nay tôi đến đây mà chúng tôi thường gọi, khi còn sống thường gọi người này là chị cả. Mà không biết là ai đã đưa ra một cái lối xưng hô như thế, mà chúng tôi nghĩ rằng đó là rất là xứng đáng cho một người có cái công đối với cộng đồng. Và thực sự mà nói thì đối với anh em thương phê bình ở bên nhà, những người đang cần cái sự giúp đỡ của chúng ta, những người đã may mắn đến bến bờ tự do và họ không may họ ở lại, thì chúng ta vì tình đồng đội, vì cái vấn đề khổ sở vẫn còn ở Việt Nam, chúng ta phải có một chút lòng với họ. Nhưng có lòng chưa đủ, chúng ta phải có biết cách làm thế nào để mà gây một cái số tiền đủ để mà gửi cho họ. Theo tôi, chúng tôi được biết trong những kỳ họp báo thì đến 15-20 ngàn những anh em thương phế binh còn kẹt lại ở Việt Nam vẫn còn sống lây lất ở ngoài đường, ngoài lề xã hội. Đó là cái điều mà chúng ta đóng góp 1 triệu, 2 triệu một năm, thực sự nó không có đủ để mà gửi về cho họ đâu. Nó chỉ là một cái món quà an ủi cho những người mà chúng ta đã một thời chiến đấu bên nhau. Và đây là cái hành động mà chúng tôi đến hôm nay, vì rằng chúng tôi được tin rằng thành phố hay là tiểu bang đã cho Caltrans, thì đúng hơn có nghĩa tiểu bang đã đồng ý là làm một cái tấm biển vinh danh cái người mà chúng tôi rất là quý trọng, đó là cố trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân ở trên đường Freeway 405. Thì đây là một cái việc làm tôi nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục làm đối với những người nào có công với cộng đồng, với anh em là cựu quân nhân. Mà những người cựu quân nhân là những người tôi cũng là một cựu quân nhân, tôi nghĩ rằng đó là những người nên
Tôi muốn nói thế nào, phải nói rằng không phải mang ơn họ, mà là cảm ơn họ, cho họ một cái vinh dự được làm một người lính, chính nghĩa, chính đáng, là đã chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Dù chúng tôi, những người đó đã thất trận. Thất trận này không phải cá nhân chúng tôi thất trận, mà là cái bàn cờ quốc tế. Chúng ta qua đây 43 năm rồi, chúng ta có những cái tin tức ở ngoài đời, chúng ta có những cái gọi là tiết lộ bí mật của từ bên chính phủ Hoa Kỳ. Chúng ta biết chúng ta thua không phải vì chúng ta hèn yếu, mà chỉ vì chúng ta thua vì cái bàn cờ quốc tế. Mà những người lính đó đã bị coi thường, đã bị sỉ bạ, sỉ nhục bởi những người phản chiến ở đây. Tôi đặc biệt tôi muốn nhắc, phản chiến đây là những người là phản chiến của người Mỹ đó, mà đặc biệt là cái giới truyền thông, mà anh Thuận đây cũng là giới truyền thông. Tôi yêu cầu, tôi cũng mong muốn anh là một trong những người đưa những tin tức chính xác thực sự về cái hiện tình của cộng đồng, cũng như là những người phản chiến đã không đưa những tin tức chính xác về cuộc chiến Việt Nam, mà đã bôi nhọ những người chiến đấu một cách oai hùng đó. Tôi nghĩ rằng 43 năm rồi, chúng ta nên làm một cái gì đó để cho những người gọi là lính chúng tôi gọi là được cái an ủi đó, đồng hương gọi là vẫn còn quý trọng chúng tôi khi chúng tôi mặc bộ gọi là quân phục. Nhưng mà đó chỉ là anh là đồng hương đây, nhưng mà còn người Mỹ thì sao? Nhiều khi họ vẫn không biết chúng tôi là ai, họ vẫn trương cái lá cờ cộng sản trong những cơ sở của họ, mà chúng tôi phải mất thì giờ, mất công để mà đến đó giải thích cho họ nghe. May mắn là bất cứ lúc nào chúng tôi giải thích, họ đều đồng ý và họ công nhận, và họ thay cái lá cờ máu đó bằng cái lá cờ vàng thân yêu của chúng ta. Đó cũng là việc chúng ta nên phổ biến nữa cho cộng đồng người Mỹ, cho trường học người Mỹ, để cho họ thấy rằng đây là chính nghĩa, đâu là tự do. Vì tự do, chính nghĩa là sung túc, còn cộng sản là nghèo đói, là khổ sở. Tôi xin được hết lời ở đây. Tiếp đây tôi cũng xin được giới thiệu một người mà chúng tôi sinh hoạt rất là lâu trong cộng đồng, dù rằng cộng đồng Bắc Cali, Nam Cali là hai địa phương khác nhau, nhưng mà chúng tôi cùng ở Cali, chúng tôi sinh hoạt rất khăng khít với nhau trong tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại. Đây là bác sĩ Vượng, Phạm Đức Vượng, là trung tâm trưởng trung tâm điều hợp Tây Bắc Hoa Kỳ, còn chúng tôi thì sinh hoạt ở dưới Tây Nam Hoa Kỳ. Xin mời bác sĩ Vượng. Dạ vâng, tôi bác sĩ Phạm Đức Vượng, trung tâm trưởng trung tâm điều hợp tập thể chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Hôm nay được tin là cái ngày giỗ đầu của liên trưởng trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, và đặc biệt là thượng sĩ Trang Nhất Nguyễn với cái SB 60 đã đề nghị để có một cái quảng đường vinh danh với tên của vị liên trưởng mà chúng tôi hằng quý mến. Là trung tâm trưởng trung tâm điều hợp tập thể chiến sĩ Tây Bắc Hoa Kỳ, chúng tôi sinh hoạt rất là chặt chẽ Bắc hoặc là Nam, nhưng đặc biệt đối với hội thương phối binh và quả phụ của liên trưởng trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhân thì chúng tôi đã có mặt ngay từ những cái ngày đầu tiên của hội và làm thành viên trong các ban tổ chức tại Bắc Cali, đại hội cảm ơn anh kỳ 3, kỳ 5, kỳ 7, kỳ 9. Thưa quý vị, ngày hôm nay với cái vinh dự một đoạn đường được tên của trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn tại một cái đất nước mà chúng ta đã bỏ quê hương đi đến đây, thì là những người con dân Việt Nam, cũng như là một những người đã từng cộng tác với trung tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn, chúng tôi không thể nào vắng mặt trong buổi này, cho nên tôi đã lái xe suốt đêm qua để ngày hôm nay có mặt tại đây. Rất là thấy cảm động khi nhìn lại cái khuôn mặt đó, cũng như cái sự tổ chức ngày bữa nay. Xin chào tất cả các quý vị tại miền Nam Cali, và chúng tôi thấy rằng cái sự có mặt của tất cả mọi người ngày bữa nay đó là một cái điều rất có ý nghĩa. Xin trân trọng kính chào. Trước bản thân khi ở đó thì nào và xin lỗi khi mà có một thứ gì cái này cái nào về với chúng ta.